Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Và hôm qua thì mình đã có một cái trứng rồng bên Ai Cập cổ đại á, đó chính là trứng rồng Nightbringer nè. Quả trứng này thì không có thể ấp bằng cái lò ấp trứng rồng chạy bằng dung nham á, thành thử ra bắt buộc mình phải dùng cái lò chạy bằng nước bên này. Đấy, cho vào thì nó sẽ bắt đầu ấp rồi nè. Khá là nôn nóng đi ha, không biết là Nightbringer khi lớn lên sẽ trông như thế nào đây. Tại vì hôm qua mình gặp một con rồng Nightbringer nhưng mà nó ngủ rồi, không có thể nhìn rõ mặt á. Mong là trứng rồng này sẽ kiểu như là ma ấp xong để mình có thể nhìn thấy rõ mặt hơn. Còn bây giờ mình sẽ nuôi tiếp cái em rồng mà chưa có kịp lớn như là Bone Knapper nè. Mình sẽ kêu qua đây coi. Đâu rồi Bone Knapper rồi? Đây, em đây. Cái tướng đi nhìn mắc cười được chứ. Bữa nay thì chắc mình sẽ ưu tiên cho Bone Knapper đi ha. Còn Hyroptera cũng như là Gronkle thì từ từ lớn cũng được. Tại vì nhìn em này xương sóc không à, hơi tội nghiệp ha. Cho ăn trước một chút đi. Đây mình sẽ chia ra. Rồi, ăn đi. Đấy. Chuẩn bị nha. Để coi Bone Knapper cấp bao nhiêu sẽ có thể cưỡi được. Em này thì mình đón cấp 25 thì vẫn chưa cưỡi được đâu, tại vì còn rất là nhỏ nè. Ui. Trời ơi, lên cấp 25 là đã ngầu như vậy rồi. Wow. Mình không ngờ lại ngầu như vậy ấy. được, em này là hàng hiếm nè. Ngầu. Sao ấy, kiểu xương sóc không à. Răng nanh các thứ rất là dài ha. Cái hàm này nhìn na ná em nightmare gì đó. Mình sẽ gán nuôi Bone Knapper cho lớn lên một xíu nữa coi. 35 cưỡi được chưa? Ê? 35 đã cưỡi được rồi. Trời ơi kìa. Thích nha. Và quả cầu em này bắn ra là quả cầu màu xanh lá cây. Thường thường mấy quả cầu màu xanh lá cây cũng rất là mạnh đó. Mình sẽ tìm một vài cái con nào đó gần đây mình test thử sức mạnh luôn ha. Ui, mình không nghĩ là em này cấp 35 đã cưỡi được rồi. Tại vì nhìn tướng còn hơi nhỏ mà cũng bay tốt quá chứ. Ở đây có con gà, phanh lại. Rồi, test thử trên con gà tội nghiệp nè. Chuẩn bị tấn công đó nha. Nhắm vô. Con gà không phải là đối thủ rồi. Con gà có 4 máu thôi, kiếm con nào trâu hơn đi. Được ý ta. Mình không nghĩ là em này lại có thể kiểu như là tốt như vậy. Được, hôm nay gì là có bạn mới đi cưỡi đi khám phá rồi. Bone Knapper ha. Im. Rồi và mình còn dư rất là nhiều phần thức ăn luôn. Vậy thì mình sẽ cho hai em rồng còn lại, đó chính là Gronkle cũng như là Hyroptera ăn ha. Nè mình còn quá trời luôn nè, mình chia đôi ra. Mình sẽ cho Hyroptera ăn trước đi. Hyroptera. Ủa không, em này không phải là Hyroptera của mình. Bay. Hyroptera của mình hình như là mình chưa có triệu hồi ra thì phải. Nè, Hyroptera của mình nè. Trời, mới cấp 1 mà. Cấp 1 thì ăn ba mấy phần cũng không có chắc là sẽ lớn nữa. Thôi mình sẽ cho răng cò trước đi ha. Cho răng cò, cái nào răng cò lớn để mình cưỡi được đi. Rồi mình sẽ tới Hyroptera, như vậy thì sẽ hiệu quả hơn. Rồi, răng cò để coi cấp bao nhiêu là cưỡi được nha. Hiện tại là cấp 22 rồi nè. 23, 24, 25, ui 25 cánh dài hơn rồi nè. À, răng cò thì chỉ cần cấp 25 thôi. Nhưng mà răng cò có một cái nhược điểm mà chắc chắn các bạn sẽ phát hiện ra liền luôn, là bay rất là chậm. Nhìn cái thân hình này mà bay nhanh là mình thấy là hơi vô lý rồi đó. Nhìn bay đúng mệt luôn á. Và răng cò thì chỉ có tuyệt chiêu là bắn quả cầu thôi ha, chứ không có tuyệt chiêu. Và quả cầu của răng cò thì nó trông rất là lạ luôn. Nó bay kiểu từ từ á, nó không có bay nhanh. Đó, như một cục lửa vậy á. Ra là vậy. Ok. Rồi giờ thì tới Hyroptera ha. Nhưng mà trước khi cho Hyroptera ăn thì quả trứng rồng Nightbringer đã ấp xong rồi.
Tò mò quá, để bây giờ mình sẽ cho Nightbringer ra luôn ha. Để coi coi Nightbringer sẽ trông như thế nào đây. Nightbringer. Nightbringer, rồi. Ui, cái kia. Rất là đẹp luôn. Rồng Nightbringer hơi bị đẹp luôn á. Quá xá đã luôn. Mình sẽ thử cho Nightbringer ăn coi. Coi Nightbringer cấp bao nhiêu sẽ bay được ha. Nhỏ như vậy chắc cũng cỡ cấp 30 đấy. Ui cái dáng ăn nhìn rất là đẹp luôn kìa. Ăn kiểu đúng kiểu quý sở tộc luôn á. Iran em rồng ăn gồi á. Có hai phần lỗ tai nhìn dễ thương ha. Được được. Nhưng mà cái khả năng tăng trưởng về kích thước á, mình thấy không có cao lắm. Cái mồi này chắc phải ăn tầm cấp 30 á, chứ không ít đâu. Để mình coi coi có phải hay không nha. Nó mồi bắt đầu có dấu hiệu lớn lớn từ từ rồi đó. Quá xa đã luôn. Cái này kiểu như giống như rồng Pharaoh thì chuẩn xác hơn á. Nè, có cái nét nét gì đó giống như những vị Pharaoh vậy á. Rồi, chuẩn bị lên cấp 25 nè. 25 là cột mốc để cho thay đổi về kích thước. Ủa, thay đổi về hình dạng á. À, 25 thì cánh á, nó sẽ mọc ra cái phần nhọn nhọn ở phía đầu nè. Rồi, cái đôi tai cũng dài hơn đó. Cửa được chưa? Ê, 25 là đã cửa được Nightbringer rồi. Wow. Và Nightbringer thì chỉ có một kỹ năng bắn ra quả cầu màu tím thôi, chứ không có phun được lửa. Ui, ghê vậy. Hình như quả cầu này có thể dội được nữa hay sao á. Mình sẽ thử kiếm con gì mình test thử coi. Tấn công con này thử. Ô, bay lên, bay lên, bay lên. Từ từ. Thôi tấn công mấy con heo trước đi. Mình test trên những mục tiêu nhỏ trước đi ha. Con heo đằng kia đúng không? Tấn công thử. Con heo. Ui. mạnh thiệt. Được. Ui, nhắm hộp lại nè. Mất xác luôn. Trời ơi. Ghê vậy. Tấn công xong là mất xác luôn. Ui, Nightbringer cũng rất là mạnh nha. Trời ơi, hôm nay mình tìm được hai em. Ủa, mình nuôi hai em rồng đều là hai em rồng rất là mạnh luôn. Quá xá đã. Im nha. Trời ơi, đội hình rồng của mình đang dần có những cái nhân tố mới cực kỳ mạnh luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ... Ồ, mình còn có hai phần ăn à. Chắc không đủ cho nay. Ủa, hai rớp Terra rồi, ăn đỡ đi em ơi. Tại vì hai rớp Terra là một cái loại rồng di chuyển dưới nước á, nên trên cạn thì mình không có dùng được nhiều á. Nên mình cũng cũng phải đành chịu cho hai rớp Terra lâu lớn một xíu ha. Mình cũng hết thịt rồi. Để khi nào mình nhân giống bò thêm xíu nữa cho nhiều đi, mình lấy thịt thêm rồi mình cho ăn sao ha. Từ từ thì cũng sẽ tới lượt hai rớp Terra thôi. Hết đồ ăn rồi. Nè, ăn đỡ đi. Rồi xong phim. Bữa nay cho hai rớp Terra lên cấp 7 thôi ha. Tại vì mình tốn quá nhiều cho những em rồng trước đó rồi. Hôm nay thì để coi coi, chắc mình sẽ cưỡi một lúc hai em luôn. À, đợt đầu thì mình sẽ cưỡi Bon Knapper đi. Bon Knapper. Ra mày. Tại vì hôm nay có tới hai em rồng có thể cưỡi được á, nên mình sẽ chia ra ha. Chiến khám phá đầu thì sẽ cưỡi Bon Knapper. Và Bon Knapper cũng có thể phun ra ngọn lửa màu xanh nữa. Mình test thử coi. Cũng rất chi và này nọ đấy. Ê, khoan. Ui, đây là rồng Ice. Nhưng mà rồng Ice màu cam cam. Thường thường thì rồng Ice sẽ có màu xanh nước biển đậm á nha. Nhưng mà đây là rồng Ice màu cam nè. Kiểu như là dạng hiếm á. Trời ơi, sao không gặp mình gặp tổng rồng đẹp đẹp không mà. Tiếc là mình chưa có gặp cái tổ rồng Ice từ đầu tới giờ luôn. Hôm bữa nay mình gán đi khám phá một chuyến thiệt là xa, coi coi có gặp được cái tổ rồng Ice hay không ha. Con khủng khiếp kia. Oh no. Có con gà khủng khiếp nó đang tấn công mình kìa. Con gà khủng khiếp cho người chết nè. Người chọc nhầm người rồi, trời đất ơi.
nó làm một phát mình với em bon knapper ấy, xây sẫm mặt mày hết. Ui nữa 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 nữa, con này quá chủ đất rồi. Mỗi lần qua cái vùng này là bị mấy cái con gà con kiếp đó nó cà khịa hả. Ăn đi, hồi phục đã. Gì nữa hả? Hình như có con nào tấn công mình nữa hay sao? Trời, nó xoay chóng chóng mặt quá. Từ, dịnh lại cái là. Ui, còn kính nữa không? Cây tê. Cứ có thể tha cho ta được không? Con gà không kiếp. Con gà. Mèn đét ơi, bắn hụt lắc hết trơn rồi. Đó. Ui, nó mạnh vậy. Con gà không kiếp. Ui dồi ui. Sao mình cực kỳ khó chịu với những cái con gà đó nha. Không có thiện cảm luôn á. Ui sao rừng cháy rồi. Ê mình không biết nha, mình không có làm gì cái cánh rừng nha. Nó tự cháy á, mình không biết gì đâu á. Chạy em ơi. Ở đây bị chúng cà khịa ghê quá. Ui mà bon knapper tấn công hơi bị khỏe. Nữa. Cái con này. Mấy cái con này cho người chết. Đốt người luôn. Nướng người luôn. Cỡ nào cũng phải tiêu diệt người đó. Mới cho bon knapper hồi phục, giờ phải ăn nữa để hồi phục tiếp nè. Tại vì máu không có nhiều á nên mình phải thường xuyên hồi phục lại. Ê, đã vậy gần đây nó còn có một cái danh trại gì nữa kìa. Mình sẽ cho bon knapper ngủ giấc ở đây đi, đừng có đi theo chung với mình vô trỏng nguy hiểm lắm. Tại vì ở đây có rất là nhiều những con gà chơi đồ nè. Nó chuyên gia, nó chơi đồ xong rồi nó tấn công mình để mình giống như là đang chơi đồ dưới nó vậy đó. Ủa ở đây còn nữa nè. Quá trời quá đất rồi. Không biết có cách nào để chống xây sẫm mặt mày không nữa. Chứ mỗi lần mình Ripper. Cho người nổ chết luôn. Tiêu diệt nó lẹ. Ui trong mặt quá. Chưa bao giờ mà chơi game nó chóng mặt như vậy luôn á trời. Gì hoài vậy nữa kìa. Hết con này rồi tới con khác hả. Chóng mặt chết đi được á. Nữa nè. Tôi khổ với cái mấy con này vậy. Mấy con phúc chứ. Chóng mặt gì đâu mà chóng mặt hoài, chóng mặt quỷ à. Trời đất ơi. Thôi để mình đi vô trong này đi. Coi trong này là cái, hình như đây là danh trại của những cái tên Spearman thì phải. Ồ cái này là Swordman, tức là những cái thanh niên cầm kiếm. Ồ nè. Cho. Ồ có kìa. Có Fire Mage. Thanh niên này như xả lửa nè. Như một tên pháp sư lửa vậy á. Ghê vậy. Fire Mage nè. Và nó sẽ gửi ra cho mình một cái chìa khóa ha. Chìa khóa cấp độ 2. Ồ xin vậy. Mình sẽ lấy đồ của nó trong những cái chậu ha. Nữa. Người đánh tao hoài. Nó đánh mình hoài à. Mình ghét nó ghê á. Mấy con cúc kiếp. Ghét nó mà gặp nó hoài luôn. Ui sợ bia mẹ. Vậy là đây thực sự là danh trại của bọn chúng rồi. Cái tên này là tên pháp sư lửa nè. Chọn cái cục lửa. Này thì pháp sư. Mà tiếc là trong đây nó không có những cái rương xịn á. Nó chỉ có những cái chậu này thôi. Hên xui thì mình sẽ có một chút đồ. À có rương. Ủa, nó có một cái Spy Fruit. Cũng như là Fire Nation Map Part gì nè. Mình sẽ lượm luôn ha. Coi nó sẽ có công dụng gì trong thời gian sắp tới hay không. Tốt quá. Nhưng mà trước mắt bây giờ là mình phải trốn mấy cái con mà nó chuyên tấn công gây choáng cái đó. Mình ghét nó quá. Mình núp trên đồ cây trước đi. Rồi giờ thì kiểm tra đồ nào. Cái mảnh này thì hình như là mình có thể tạo thành một cái bản đồ luôn. Mình có thể đi tới cái vùng đất Fire Nation.
Ui hình như nó có một cái vùng đất riêng luôn á, mình chỉ mới có một mảnh thôi, mình cần phải thêm hai cái mảnh nữa thì mới đi tới cái vùng đất đó được. Wow, hấp dẫn vậy. Nữa nữa nữa. Xin đấy. Bực ấy nhờ. Kiểu nào cũng bị nó cà khịa. Ở đây còn có cái công trình gì nữa nè. Tại vì bây giờ cái cúp của mình nó bị su cà na. Nên mình sẽ dùng cây kiếm để mình đập luôn á. Cái cúp của mình có như không vậy đó. Để trang trí thôi. Hết đập được rồi. Bó tay luôn á. Cây thiệt nè nè. Coi nè. Coi cây cúp nè. Đập đất thì được mà. Thì mà đập đá thì không được. Cây tê. Ủa nó có làm spawn luôn. Ghê đấy. Rồi trong đây thì sẽ cho mình một chút đồ ha. Ở đây còn gì không? Hết rồi, hình như hết rồi. Nó chỉ có chút đồ đó thôi. Ok. Phía bên đây là những cái căn nhà hoang thì phải. Chuẩn xác luôn á. À, có rất là nhiều những cái con gà chạy đồ. Ui nó thấy mình. Chạy 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 chạy. Chạy tui em rồng cu 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 cu. Em rồng. Đắp xuống em rồng ơi. Chóng mặt quá. Thôi bây giờ mình chạy trước đi. Em rồng chạy chung anh nha, không thôi nó... Chạy đi em, đừng đánh nó. Chạy đi. Khổ thiệt luôn á, vô cái lãnh địa của mấy cái con gà chơi đồ đó đúng khó chịu luôn kìa, ba con nó tấn công mình. Oh my god luôn á. Thôi thôi thôi, núp đồ cây thì không sao. Đỡ quá, đỡ quá. Đúng sợ luôn á. Lên đây em. Ồ, đi đi đi, chạy 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 chạy. Chạy lẹ, chạy lẹ. Mới muốn gặp mấy cái con đó là tốt nhất là nên né đi ha. Chỉ đánh với nó ha. Bất lợi chỉ nghiêng về phần mình thôi. Không có chút lợi nào luôn á. Tại vì mình nó đánh mình một đòn là mình sẽ bị choáng váng liền. Rất là khó chịu. Và bây giờ thì mình đã tới một cái ngọn núi gì cao dữ vậy. Ồ, có anh khổng lồ luôn. Được được được, cơ hội để em rồng thể hiện. Mình sẽ điều khiển rồng để tấn công cái anh khổng lồ một mắt nè. Anh khổng lồ một mắt nè. Chưa chưa, từ 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 từ, qua đây xíu em. Rồi chuẩn bị tấn công anh. Tấn công anh nè. Tấn công anh nè, phun lửa luôn. Chạy 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 chạy. Để ảnh mà áp sát là ảnh ăn thịt rồng rồi đó. Ui sao ảnh đâu vậy? Ui ảnh hơi bị trâu luôn. Cực kỳ trâu là đằng khác ấy. Mình sẽ phun lửa. Chạy 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 chạy. Tấn công tiếp. Mình sẽ vừa chạy vừa tấn công á. Có vẻ là cái anh công lồ này quá trời trâu rồi. Em rồng đứng yên đây đi. Trời ui ăn thịt giống mãi rồi. Ui nó. Tội nghiệp vậy. Dám ăn thịt. Ăn thịt chim bay nè. Em rồng tấn công đi. Anh sẽ câu giờ cho. Em rồng. Ui. Này thì ăn thịt nè. Ui suýt nữa thì mình bị ăn thịt rồi. Mình sẽ săn thêm thịt heo để cho rồng ăn á. Nè xuống đây ăn thịt nè. Quá trời quá đất rồi, bữa nay đi đâu mà. Ăn hành quá trời ơi. Thiệt luôn á, bữa nay là ăn hành sắp mặt luôn. À biết hồi nãy mình thấy phía bên này có một cái con rồng tai gít, con rồng cọp á. Nó mới bay ngang nè, chắc là cái tổ nó quanh quẩn đây thôi. Đúng không? Ở đây có hai ba ngọn đã bay luôn nè. Và hình như đây là chỗ của trứng rồng Ace thì phải. Để mình sẽ đáp trên đây thử. Đúng không? Chuẩn rồi. Yay. Mình đã tìm ra chỗ chứa trứng rồng Ace. Tuyệt vời. Mình biết sao hôm nay mình không gặp rồi. Tại vì trứng rồng Ace sẽ nằm ở trên những hòn đảo bay giống như vậy nè. Đảo sao ạ? Ủa con nào mới tấn công lửa vậy? Ui rồng Ace tấn công. Ui rồng Ace tấn công rồng của mình. Đừng 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 đừng. Chạy em ơi. Mà lấy trứng của người ta rồi mình không nên cà khịa đâu. Rồng Ace đang tấn công để bảo vệ những cái trứng á. Nhưng mà mình lỡ lấy rồi. Xin lỗi mà, xin lỗi mà. Đừng làm như thế mà. Rồi ở dưới này có cái lỗ nè, để mình xuống đây thử. Em rồng chạy đi nha, bay chỗ khác đi nha. Không thôi là rồng Ace mò tới nơi đó.
Anh xuống cái lỗ, anh không có bảo vệ được em đâu. Ở đây có cái lỗ, đi xuống luôn. Xuống coi thử. Ủa dưới lỗ này có quái, dưới lỗ này có quái. Nhưng mà bây giờ mình không có đập được nè. Bực ghê á. Mình có cúp mà mình không đào được nè. Cay thế nhờ. Ở đây nó có một cái khe nứt nè. Ui đẹp vậy. À mà thôi, đừng thấy đẹp mà chui vô. Chui vô không chui ra được thì mệt. Nè phía trên này có con rồng Tigris nè. Cái con rồng này nó đánh rống ra lửa đấy. Đừng đùa. Nên mình phải cẩn thận mới được. Và mình nghi là cái tổ của nó cũng không có xa đâu. Mình sẽ bay theo nó. Bay chậm thôi em ơi, bay chậm thôi. Sẽ gình gình bay theo nó để lấy cái trứng của nó, cho nó cày cú liền. Ui trời. Ui. Nó đói là nó đáp xuống nó giết cái con lạc đà nó ăn liền. Ui con cọng này ghê quá. Thôi em ơi. Tốt nhất là nên chạy đi em ơi, trước khi nó ăn thịt anh với em luôn á. Ui con đó có vẻ tính nóng vô công cao ấy. Nguy hiểm thiệt. Rồi bao qua đây đi. Ủa? Ê, ủa sao giống này Fury vậy? Mình gặp Night Fury nè. Oh my god, Night Fury cấp 42. Trời ơi, mình cũng muốn sổ một em Night Fury giống như vậy lắm. Bây giờ thì mình phải đợi thôi, cho coi Night Fury có dẫn về tổ không hết hả. Để mình biết được cái tổ ở đâu. Mình sẽ núp trên đồ cây này, không ai thấy mình đâu. Mình có cái xẻng vàng. Không có cái lược vàng thì mình cầm cái xẻng vàng đó đi. Nãy Fury về tổ đi cưng, anh đâu có đi theo cưng đâu, cứ về tổ đi, hứa luôn. Về tổ đi cưng. Có vẻ Nãy Fury không chịu đi rồi. Nãy Fury thì thích ăn cá hả? Mình không có cá, có thịt nè, có ăn không? Ui, mình cho thịt vẫn ăn bình thường nè. Dễ thương vậy. Thích ghê luôn á. Để mình thử mình bay vòng vòng, mình kiếm cái tổ của Nãy Fury ha. Ui trời ơi, hôm nay còn gặp được Nãy Fury nữa. Quá nhiều điều bất ngờ trong một chuyến đi luôn. Ở dưới thì là chỗ kiểu như là thiên thạch rồi. Có mấy cái tên người ngoài hành tinh màu xanh đó. Mình sẽ không ghé chỗ đó đâu. Tại vì bây giờ mình có cúp mà mình cũng đâu có đào được mấy cái quặng thiên thạch đâu. Bây giờ thứ mà mình muốn tìm nhất là chính là tổ của Night Fury thôi. Thường thường thì Night Fury nếu mà có tổ thì chắc sẽ ở một cặp á. Night Fury không sống một mình đâu. Thường một tổ sẽ có hai con rồng canh giữa cái trứng á. Nên mình bay vòng vòng coi có gặp hai con Night Fury nào khác không. Có vẻ là xung quanh đây không có rồi. Tiếc á nhờ. Mà công nhận Night Fury đã thiệt á. Ok, hôm nay có duyên gặp Night Fury rồi. Hy vọng trong những chiến khám phá sau thì mình có thể gặp được tổ của Night Fury ha. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ chứ. Không có vội được. Và cái vùng này là cây quá trời cây à. Phía trên cao là rồng gì đấy? Hình như phía trên lại là một cái đảo chứa trứng rồng mới. Ui con rồng này nhìn lạ lắm. Rồng này lần đầu mình gặp luôn. Đây là rồng Elemental. Coi kìa. Quá là đẹp và ngầu luôn. Trời ơi. Bảo sao cái trứng rồng tới bây giờ mình mới tìm được cái tổ. Kiểu bị hiếm á. Lần đầu mình gặp luôn mà. Mình sẽ lấy luôn cái trứng á. Không sao đâu. Không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Oh my god. Xin lỗi mà. Ta lấy của cái trứng thôi làm gì căng. Ui dồi ui. Rồng nóng tính quá. Mình mượn cái trứng về mình ấp giùm thôi. Mẹ bắn qua cầu mình đi đai luôn mà. Ghê thiệt sự. Mà hên là mình vẫn lấy được cái trứng rồng Elemental ha. Ở dưới này thì mình còn gặp một em rồng tên là Shiva. Rồng mà có cái bờm hay là cái dòng cổ vậy nè. Rồng này rồng ăn thực vật ha. Ăn táo, cà rốt, lúa đâu nè.
Trời ơi, giờ mình mới biết được là rồng Elemental rất là mạnh nha. Chỉ với một phát bắn đó là mình có thể ngấm củ tỏi luôn. Quá là nguy hiểm. Thôi tốt nhất là không nên đụng cũng như là kiếm chuyện với rồng Elemental ha. Nếu không muốn kết cục giống như hồi nãy của mình vậy đó. Hên quá, nãy giờ em rồng của mình không có bị rồng Elemental ăn thịt. Ghê quá à. Mày không nghĩ là rồng... Thôi, đừng có kinh địch nữa. Để coi coi rồng Elemental đang làm gì. Có cái mặt kìa, nhìn mặt đúng ha, giận dữ luôn á. Quá đã luôn, trong tương lai mình sẽ có một em ngầu đét giống như vậy á. Im quá đi. Bài một xíu thôi mình hốt thêm được cái trứng rồng, quá xá đã luôn. Rồi, giờ thì mình tiếp tục hành trình thôi. Lại thêm một cái chỗ trứng rồng Halo nữa nè. Mà trứng rồng Halo thì mình đã có rồi á, cũng như là up xong một em rồi nên mình sẽ không có tham lam lấy thêm một trứng nữa đâu. Để ngoài tự nhiên nó còn có trứng rồng các thứ nữa chứ. Rồi, giờ quan trọng hơn là mình muốn tìm được một em Night Fury thôi. Nôn nóng quá đi. Ở đây thì mình còn gặp thêm được một cái tòa tháp nữa nè. Thông thường thì tòa tháp này sẽ có đồ á. Để mình xuống thử ha. Trời, té. Đây, đường vô đây. Thường thường nó sẽ có một cái đường đi mà ta. Đúng không? Hình như đúng không mà. À đây nè, đường đi ở đây. Đó, nhặt một hả? Thôi, mình có nhặt ba nhà kìa. Không lụm đâu. Sách thì nên lụm. Còn gì khác không? Hình như hết rồi. Ok. Đây là một cái giống như là tháp canh gác thôi. Mình sẽ kêu Halo lại cái đó. Halo không biết đi đâu rồi. Đây, Halo đây. Khá là ngoan á, không có nghịch ngợm các thứ. Mình thấy khá là ưng hai em rồng trong ngày hôm nay luôn á. Kiểu ngoan ngoãn như vậy thì được nè. Đi khám phá đỡ mệt á. Chứ khám phá đã mệt rồi mà gặp mấy em rồng lì lì nghịch nghịch nữa thì mệt lắm. Rồi, và cái vùng này thì nó lại cạnh một cái vùng Misa nữa. Không biết là trên cái vùng này thì sẽ có những cái loại trứng rồng gì ha, cũng như những em rồng gì sinh sống ha. Để đi một vòng nữa coi. Lại có thêm chỗ có một phù thủy nữa nè, một pháp sư nữa nè. Coi đây là pháp sư hiện hay là pháp sư hung dữ đây. Ghé vô một cái. Kiếm thêm. Hình như đây là hiện rồi. Đúng rồi, đây là pháp sư hiền á. Đỡ cho mình sách mai. Sách triệu hồi zombie nữa nè. Wow, hiếm lắm mình mới gặp một vị pháp sư mà đổi cuốn sách triệu hồi zombie á. Được quá chứ. Rồi, giờ thì tiếp tục thôi. Tính ra ở cái vùng này cũng hơi khan hiếm trứng rồng á. Mình thấy trứng rồng sẽ dễ xuất hiện hơn ở những cái vùng mà kiểu như có cây cối các thứ á. Còn mấy cái vùng cằn cỏi như này thì hơi bị hiếm luôn. Giống như trên sa mạc vậy á, rất ít khi gặp trứng rồng á. Nè, qua đây có cây cối các thứ nè. Để coi có khá hơn hay không ha. Và ban đêm thì hình như mấy con rồng nó đi ngủ ít hay sao rồi. Mình thấy cái vùng này cực kỳ ít rồng bay vào ban đêm luôn. Nè, lâu thì mới gặp được một em đâu trên bên này nè. Mới thấy cái bóng. À, đây là rồng Nether ha. Wow. Ở đây còn có cái khu gì nữa nè. Nó có cánh cổng. Đợi mình xíu em ơi. Thử dân mai rồng Nightbringer ơi. Lâu rồi anh chưa thử dân mai á. Thử dân mai coi. Đi. Còn như nào đây. Nó sẽ dẫn mình tới ba cánh cửa khác nhau. Mình xuống cánh cửa dưới trước đi. Cánh cửa dưới thì nó sẽ dẫn mình tới một cái cánh cửa khác nữa. Hơi hồi hộp rồi đó nha. Ý. Ui sao quen vậy. Oh my god. Ui không chỉ cái này là hai cánh cửa đâu. Mình cứ tưởng đây là hai nhưng mà không. Đây thật sự là bốn cánh cửa nha. Mà mình cứ dẫn đi một đường hẳn đi ha. Một xíu mình về nó cũng dễ. À mình thấy đá đỏ ở dưới rồi. Nó chuẩn bị bịp này đó. Ui mình nghe tiếng TNT nổ rồi.
Ui ghê vậy. Ở đây nó còn có pháo đài địa ngục nữa nè. Ồ, được vậy. Và trong cái pháo đài địa ngục này thì vẫn có những cái cánh cửa nha. Đi luôn. Mình là người chơi hệ tò mò mà sao vậy? Đi theo mình đi. Ê, ê, ê. Ok. Ở trên đây nó có một cái ngôi làng hay sao nè đúng không? Ờ, hình như đây là một cái ngôi làng du mục nè. Sẽ có những bé dân làng sống ở trong này á. Ê. Đằng đây là rồng gì mà màu vàng nhìn đẹp vậy? Hơi bị nổi luôn. À đây là rồng clan nhưng mà dạng màu vàng á. Oh. Hôm nay lần đầu mình gặp em rồng clan mà màu vàng rất là nổi bật luôn. Được thiệt sự. Rồi ghé vô ngôi làng thăm hỏi sức khỏe mấy bé dân làng coi. Trời 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 trời, mấy dân làng này mặc đồ đẹp vậy. Đổi thuốc à. Trời trời trời, bé dân làng bán thuốc hả? Bé dân làng này bán đồ ăn các thứ ha. Ui, được á nhờ. Chơi đồ xong đói bụng cái mua đồ ăn của bác này luôn. Được ấy, biết kinh doanh đấy. Rồi cho mình hai cái túi ha. Ờ và sẽ tiện mình có cái túi nào mình sẽ mở hết luôn. Để coi coi mình sẽ mở ra được những món đồ gì. Lại là cái xẻng này. Hôm mà xẻng này cái tốc độ đào của nó chậm èo à. Bỏ đi. Túi. Ồ một cây kiếm, một cây kiếm. Cây kiếm này có 9 sức tấn công. Ờ và mình sẽ hunger for 4 giây trên 1 hit. Gây độc Wither 1 giây khi mà mình đánh. À cái này vừa có thể tấn công gây độc Wither luôn nè. Nhưng mà tác dụng phụ là hình như mình sẽ đói á. Vậy thì không tốt lắm. Rồi và cái túi cuối cùng. Cho mình một cái ổng. Cái ổng này quá là bèo luôn. Thôi giữ đi, chứ không có nên mặc đâu. À, tóm lại sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì với sự đồng hành của rồng Nightbringer cũng như là rồng Bone Knapper thì mình đã có được hai cái loại trứng rồng mới. Đó chính là trứng rồng Ace cũng như là trứng rồng Elemental cực kỳ mạnh đó nha. Mình dự đoán là Elemental sẽ là một cái nhân tố mới trong cái đội hình rồng của mình trong tương lai. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá bội thu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá cái tiếp may mắn hơn. Không giờ thấy. Bye bye.